Tên lửa Nga phá hủy hệ thống S-300, tiêm kích Su-27 ở sân bay Ukraine. Nga tấn công dọc toàn bộ tiền tuyến, Ukraine khủng hoảng chiến thuật toàn diện. Tổng thống Mỹ Biden sẽ ký thỏa thuận mới với Ukraine tại thượng đỉnh G7. NATO muốn thay Mỹ điều phối viện trợ vũ khí cho Ukraine. tấn công bằng xuồng không người lái, một tàu hàng ở biển đỏ nguy cơ chìm. WHO cảnh báo suy dinh dưỡng trẻ em nghiêm trọng ở giải Gaza. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy tên lửa Iskander nước này đã tấn công hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ở gần sân bay Mykorod thuộc tỉnh Poltava. Theo hãng tin RT, trong tuyên bố hôm 12 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai bệ phóng, hai trạm radar và cabin điều khiển chiến đấu của S-300 đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Cảnh quay từ máy bay không người lái UAV cho thấy các vụ nổ đã xuất hiện ở vị trí bị tấn công và nhiều cột khói lớn bốc lên cao. S-300 là tổ hợp phòng không đất đối không do Liên Xô cũ thiết kế và đã được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1970. Đây là lần thứ 9 trong năm nay, Ukraine bị mất hệ thống S-300. Trước đó cùng ngày, truyền thông Ukraine cũng đã đưa tin về vụ nổ ở thành phố Mingorov, nơi một sân bay quân sự quy mô lớn tọa lạc. Phóng viên chiến trường người Nga Andrei Rudenko đã công bố đoạn video trên Telegram hôm 12 tháng 6 cho thấy, một chiến đấu cơ Su-27 dường như bị trúng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander và bị phá hủy. Đoạn video được quay từ góc nhìn toàn cảnh trên UAV giám sát. Ông Rudenko cho biết thêm, vị trí bị tấn công là căn cứ không quân ở Migorov. Ông Rudenko cho hay, ở gần đó, bạn có thể nhìn thấy một đống mảnh vỡ máy bay từ những cuộc tấn công trước đây vào sân bay. Một bản đồ vừa được công bố cho thấy Nga đã giành được lãnh thổ ở phía tây bắc Abdiivka và tăng cường tấn công vào Donetsk. Giữa bối cảnh một nhà quan sát quân sự Ukraine nhận định, nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện ở phía đông Pokrovsk thuộc Donetsk. Thành phố này là một trong một vài thành phố được miêu tả là những thành phố pháo đài, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk. Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets cho hay, các lực lượng của Nga có thể sẽ cố gắng chiếm được Novolestandroka, một ngôi làng ở phía đông Pokrovske và tiến về phía Lozuvaske ở phía tây Novolesandroka. Novolesandroka nằm ở ngay phía bắc Sukin. Chuyên gia Masovet cho hay trên Telegram, chúng tôi có một cuộc khủng hoảng chiến thuật toàn diện ở phía đông Pokrovske. Theo ông Masovet, các lực lượng Ukraine không thể ngăn chặn các cuộc tiến công của Nga nếu Moscow đưa thêm các lữ đoàn vào chiến đấu. Trước đó, ngày 11 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã tấn công vào các vị trí của Ukraine ở phía đông Pokrovsk 24 lần một ngày với các hoạt động lớn nhất tập trung ở khu vực novo Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhận định tình huống rất căng thẳng quanh novo và Sugin. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội ngày 12 tháng 6 rằng Nga đang tiến hành các hoạt động tiến công chủ động với cường độ khác nhau ở gần như toàn bộ tiền tuyến, song các mũi tấn công chính tập trung theo phía Tây Pokrovsk và Kurakove. Hình ảnh trong đoạn video được trang quân sự min.min.ua đăng tải cho thấy, UAV trinh sát của quân đội Ukraine khi hoạt động ở khu vực làng Sarabas thuộc tỉnh Donetsk đã phát hiện quân đội Nga chuẩn bị di chuyển xe tên lửa Buk M2 đến vị trí tác chiến mới. UAV Shark liền báo tin về cho các đơn vị thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt SSO Ukraine tác chiến tại tỉnh Donetsk. SSO sau đó đã điều một UAV cảm từ SwiftBlade do Mỹ viện trợ tới tấn công xe tên lửa Buk-M2 trước khi đoàn hộ tống kịp xuất phát. Đòn tấn công từ UAV lập tức khiến xe tên lửa Buk bốc cháy dữ dội, buộc phía Nga phải hủy bỏ nhiệm vụ hộ tống. Hãng tin Min-Min-Mua cho hay SwiftBlade là UAV do công ty Eurovadem thiết kế và được đưa vào biên chế một số lực lượng của Mỹ từ năm 2011. Việc UAV này có tên gọi là Swiftblade, dao gấp, vì có những phần cánh giống như lưỡi dao có thể bật ra khi phóng lên. Hiện có hai loại UAV Swiftblade, gồm Swiftblade 300 và Swiftblade 600. Trong khi Swiftblade 300 được dùng để tấn công các khí tài hạng nhẹ hay binh sĩ đối phương, thì Swiftblade 600 được sử dụng để phá hủy khí tài hạng nặng như xe bọc thép hoặc xe tăng. Nhân dịp tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 tại Ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết, nước này sẽ ký một thỏa thuận an ninh mới với Ukraine vào ngày 13 tháng 6 để cam kết hỗ trợ lâu dài cho nước này. Ngày 12 tháng 6, ông Biden khởi hành đến Ý nhằm bàn với các lãnh đạo khác về biện pháp gia tăng áp lực lên Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine và lên Trung Quốc vì hỗ trợ Moscow phát triển công nghiệp quốc phòng. Nhận định với các phóng viên tháp tùng, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cho biết, thỏa thuận mới sẽ bảo vệ sự hỗ trợ lâu dài trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ông Sullivan cho hay, Bằng việc ký kết thỏa thuận này, chúng tôi sẽ gửi đến Nga một tín hiệu về quyết tâm của Mỹ. Ông cho biết, 15 quốc gia đã ký thỏa thuận an ninh riêng giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ dân đề. Ông Sullivan cho biết thêm, thỏa thuận mới của Mỹ sẽ bao gồm cam kết làm việc với Quốc hội Mỹ trong vấn đề tài trợ cho Ukraine trong tương lai, nhưng sẽ không cam kết đưa bộ binh Mỹ đến thực địa. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thượng đỉnh G7, sau đó sẽ có cuộc họp báo chung nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhưng vẫn đang chờ Ấn Độ chính thức xác nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Olongsen trong cuộc phỏng vấn với European Pravda hôm thứ Tư 12 tháng 6 cho biết, những chiếc F-16 đầu tiên được chuyển giao cho Ukraine sớm nhất là vào mùa hè này, và việc cung cấp những chiếc máy bay chiến đấu F-16 sẽ được thực hiện liên tục. Bà Kajsa Olongsen cũng đồng thời bổ sung thêm rằng, theo kế hoạch chung, Đan Mạch sẽ cung cấp máy bay F-16 của nâng này trước và Hà Lan bắt đầu sứ mệnh ngay sau đó, sớm nhất là vào mùa hè này. Bộ trưởng quốc phòng Hà Lan không cung cấp khung thời gian cụ thể liên quan đến việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng và nhân viên kỹ thuật Ukraine cần thiết để vận hành máy bay chiến đấu F-16. Bộ trưởng quốc phòng Hà Lan cho biết mọi thứ đang đi đúng hướng. Quan chức Hà Lan lưu ý rằng chỉ riêng F-16 sẽ không thay đổi cục diện cuộc chiến nhưng chúng sẽ làm cho lực lượng không quân Ukraine trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài máy bay chiến đấu, Hà Lan đang xem xét chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Được biết hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongen tuyên bố, nước này sẽ cho phép Ukraine tùy ý sử dụng các máy bay chiến đấu F-16 mà Hà Lan cung cấp, kể cả tấn công vào mục tiêu ở Nga. Trước thêm cuộc họp kéo dài 2 ngày của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Bruxelles, -Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông mong muốn khối này sẽ tiếp quản điều phối viện trợ từ Mỹ, nhằm bảo vệ cơ chế viện trợ quân sự. Phát biểu trước các phóng viên, ông Stoltenberg cho rằng, Tôi kỳ vọng rằng các bộ trưởng sẽ phê duyệt kế hoạch để NATO đứng đầu việc điều phối viện trợ an ninh và huấn luyện cho Ukraine. Ông Stoltenberg đã đề xuất NATO tiếp nhận việc điều phối viện trợ quân sự quốc tế cho Ukraine, giúp liên minh có vai trò trực tiếp hơn trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga mà không cần cam kết dùng lực lượng riêng. Động thái này được xem là nỗ lực để bảo vệ cơ chế viện trợ trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho rằng, động thái này có thể có hiệu quả hạn chế vì Mỹ là cường quốc thống trị trong NATO và cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine. Vì vậy, nếu Washington muốn cắt giảm viện trợ phương Tây cho Kiev, họ vẫn có thể làm điều đó. Ông Stoltenberg cũng đã yêu cầu các đồng minh duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine ở mức như hiện tại, lên tới khoảng 40 tỷ euro mỗi năm. Chuyển sang tin tức liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen cho biết, nhóm này đã dùng xuồng không người lái USV tấn công vào một tàu mang cờ Liberty có tên là Truto ở Biển Đỏ. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh UKMTO cho biết, đã nhận được báo cáo về việc một con tàu bị tấn công cách cảng Hodeida do nhóm Houthi kiểm soát ở Yemen khoảng 66 hải lý về phía tây nam. UKMTO cho hay không có thương vong được báo cáo. Cũng trong tuyên bố hôm 12 tháng 6, phát ngôn viên của Houthi nói, tàu Tutor đã bị tấn công bằng USV cùng các máy bay không người lái UAV và tên lửa đạn đạo. Khu nhấn mạnh, tàu hàng đã bị hư hỏng nghiêm trọng và dễ bị chìm. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Sencom báo cáo, một USV của Houthi đã tấn công Tutor, con tàu do Hy Lạp sở hữu và điều hành. Tàu hàng này gần đây nhất đã cập cảng ở Nga. Sencom xác nhận, vụ tấn công đã gây ngập lụt nghiêm trọng và làm hỏng phòng máy của tàu Tutor. Sencom cho biết thêm, đã phá hủy thành công ba bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm, ở khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen trong 24 giờ qua, cùng một hệ thống UAV được Houthi phóng về phía biển đỏ. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã tấn công vào các tàu ở biển đỏ và vịnh Azen mà nhóm vũ trang cho là có liên hệ với Israel. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tuyên bố, hành động tấn công nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine và phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở giải Gaza. Lực lượng Hamas của Palestine vừa đưa ra phản ứng tích cực đối với đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin mới nhất do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra. Trong một tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram, lực lượng Hamas khẳng định, trong tất cả các giai đoạn đàm phán, lực lượng này luôn thể hiện thái độ nghiêm túc nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và bền vững, dựa trên những yêu cầu chính đáng của người dân là chấm dứt xung đột, Israel phải rút quân khỏi Gaza, cho phép hồi hương những người di rời, tài thiết và khôi phục các cơ sở hạ tầng và tiến hành trao đổi tù nhân. Nhận thức được trách nhiệm của mình, Hamas đánh giá tích cực đề xuất mới nhất về ngừng bắn và trao đổi tù nhân, con tin. Hamas kêu gọi chính phủ Mỹ gây áp lực lên Israel nhằm đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn dựa trên đề xuất của Tổng thống Biden. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch ngừng bắn ba giai đoạn cho Israel và Hamas, và mỗi giai đoạn kéo dài 6 tuần. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12 tháng 6 tuyên bố sẽ nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza. Ông nhấn mạnh không phải tất cả các yêu cầu của phong trào Hồi giáo Hamas đều được chấp nhận, nhưng bày tỏ hy vọng rằng những khoảng cách giữa lực lượng vũ trang này và Israel có thể được thu hẹp. Ngoại trưởng Blinken đã tham khảo ý kiến của bên trung gian hòa giải chủ chốt Qatar về phản ứng của Hamas đối với kế hoạch do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất và cho rằng lực lượng này lẽ ra có thể đưa ra câu trả lời đồng ý rõ ràng và đơn giản mặc dù vậy ông blinken bày tỏ hy vọng sẽ có tiến triển liên quan vấn đề này phát biểu với báo giới tại doha chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du bốn nước trung đông gồm ai cập israel jordani và qatar ngoại trưởng blinken nhấn mạnh chúng tôi tin rằng có thể điều chỉnh một số chi tiết theo yêu cầu của hamas nhưng phần nội dung là không thể thay đổi và vì vậy chúng ta phải khẩn trương xem xét trong những ngày tới liệu điều này có thể khắc phục được hay không chúng tôi quyết tâm cố gắng thu hẹp bất đồng và tôi tin rằng những bất đồng đó có thể khắc phục được Thủ tướng Qatar Saeed Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani đã thừa nhận rằng một sự khác biệt then chốt giữa Israel và Hamas là hiệu lệnh ngừng bắn sẽ là tạm thời hay vĩnh viễn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 12 tháng 6, theo giờ The Geneva cho biết có hơn 8.000 trẻ em ở độ tuổi dưới 5 đang được điều trị tại giải Gaza vì suy dinh dưỡng cấp tính kể từ khi xung đột nổ ra. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Geneva, Phát biểu trước báo giới, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, 28 em trong tổng số nêu trên đã thiệt mạng và một bộ phận đáng kể dân số ở giải Gaza đang phải đối mặt với các hiểm họa nhân đạo, điển hình như nạn đói. Quan chức này cảnh báo, mặc dù có báo cáo về việc tăng cường cung cấp thực phẩm, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy những người cần nhất nhận được đủ số lượng và chất lượng thực phẩm. Hơn 8.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã được chẩn đoán và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính. Trong số này, 1.600 trẻ đang bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Tuy nhiên, do tình trạng mất an ninh và thiếu khả năng tiếp cận, hiện chỉ có hai trung tâm ổn định cho bệnh nhân suy dinh dưỡng nghiêm trọng có thể hoạt động. Hiện WHO không thể cung cấp dịch vụ y tế an toàn và với tình trạng thiếu nước sạch, ngày càng nhiều nguy cơ trẻ em mắc suy dinh dưỡng. Đã có 32 ca tử vong do suy dinh dưỡng, trong đó có 28 trẻ em dưới 5 tuổi thưa quý vị trong một diễn biến nóng các lực lượng nga đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng khác ở khu vực donetsk phía đông ukraine đây được xem là bước tiến mới nhất trong chuỗi thắng lợi của quân đội moscow nhằm chọc thủng hàng phòng ngự của ukraine theo tuyên bố của bộ quốc phòng nga lực lượng moscow tiếp tục tiến sâu vào hàng phòng ngự của ukraine và giành quyền kiểm soát khu vực staromaioske nằm ở phía tây nam thành phố donetsk staromaioske là một trong số ít nơi ukraine giành lại được vào năm ngoái giữa bối cảnh lực lượng Kiev liên tục ở thế bị động suốt nhiều tháng trên chiến trường. Ngôi làng Staromayoske là một trong bốn khu vực mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập vào năm 2022 và là nơi đang diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine. Theo nguồn tin từ lực lượng Ukraine có mặt trên tiền tuyến, cuộc tấn công vào Staromayoske cho thấy Nga hiện đã chuyển trọng tâm sang hai thị trấn chiến lược ở khu vực Donetsk Ông Alexander, một thành viên tổ lái xe tăng cho biết cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở khu vực này. Pokrovs và Chasovya, đây là khu vực mà Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát, đồng thời cho biết thêm lực lượng Nga đã tấn công các thị trấn Chasovya trong nhiều tháng. Tổng thống Zelensky hồi đầu tuần thông tin tình hình ở khu vực Donetsk là khó khăn nhất trên toàn bộ chiến tuyến. Bên cạnh đó, các quan chức cho biết Nga cũng tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào thành phố Kharkov thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo mới đây đã cáo buộc Washington dùng mọi cách để gây thiệt hại cho Nga sau khi Mỹ ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho tiểu đoàn Azov của Ukraine. Theo ông Peskov, sự thay đổi lập trường đột ngột này của Washington chứng tỏ các quan chức Mỹ sẽ dùng bất cứ cách gì để gây áp lực lên Nga. Trước đó, hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cơ quan này đã cho phép tiểu đoàn Azov nhận viện trợ quân sự từ Mỹ vì không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc nhóm vi phạm nhân quyền. Tiểu đoàn Azov được coi là lực lượng chiến đấu hiệu quả của Ukraine gắn liền với chiến dịch bảo vệ nhà máy Azovstan ở thành phố Mariupol trước khi phải đầu hàng lực lượng Nga vào tháng 5 năm 2022. Từ năm 2017, dưới thời tổng thống Donald Trump, nhóm này đã bị cấm sử dụng vũ khí Mỹ vì các quan chức Mỹ xác định rằng một số thành viên sáng lập tiểu đoàn Azov tán thành quan điểm phân biệt chủng tộc, bài ngoại và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Các quan chức nhân quyền của Liên hợp quốc cũng cáo buộc nhóm này vi phạm các quy định về nhân đạo. Nga từng nhiều lần cáo buộc tiểu đoàn Azov theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, trong khi tiểu đoàn này phủ nhận, khẳng định rằng họ đã loại bỏ những tư tưởng đó từ lâu và thay thế hoàn toàn ban chỉ huy. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin khẳng định bản chất của đơn vị này không thay đổi đáng kể. Ông Peskov nhấn mạnh đây vẫn là một nhóm vũ trang theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tờ Prada đưa tin Nga đã bắt đầu triển khai 4 tàu ngầm thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đen và Biển Azov. Ông Dmitry Pretenchuk, người phát ngôn hải quân Ukraine cũng xác nhận Nga đã cho phép các tàu ngầm luân phiên tuần tra vào buổi sáng Tại khu vực biển Azov và biển Đen có 4 tàu ngầm, trong đó có 3 tàu ngầm mang tên lửa hành trình. Quan chức Ukraine cũng cho biết thêm rằng có 3 tàu đổ bộ lớn và 3 tàu tên lửa nhỏ thuộc lớp Buyan M của Nga cũng đã tiến ra biển Azov. Những con tàu này di chuyển từ căn cứ chính ở Novorossiysk. Theo người phát ngôn hải quân Ukraine, Nga được cho là đang tổ chức các cuộc tập trận hải quân ở biển Azov để bảo vệ tàu chiến khỏi các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái của Ukraine. Nga tích cực triển khai xà lan và rào chắn trên biển. Đài CBS News mới đây dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ và hai tàu kéo thiết bị sonar đã được triển khai để theo dõi tàu ngầm hạt nhân của Nga ở ngoài bờ biển Cuba trong tuần này. Ngoài ra, một tàu khu trục khác và một tàu tuần tra của tuần duyên Mỹ cũng đang theo dõi các tàu còn lại trong phân đội Hải quân Nga. Một quan chức khác của Mỹ cho rằng Moscow sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận không quân và hải quân ở vùng biển Caribe trong những tuần sau chuyến thăm. Đây sẽ là cuộc tập trận cả trên không và trên biển đầu tiên mà Nga thực hiện trong khu vực kể từ năm 2019. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ tin chuyến thăm tới Cuba là phản ứng của Nga trước các hành động của Washington liên quan đến xung đột ở Ukraine. Ông Kirby đánh giá rõ ràng đây là cách họ thể hiện sự không hài lòng với những gì chúng tôi đang làm cho ukraine chúng tôi sẽ theo dõi chúng tôi sẽ giám sát và điều đó không có gì bất ngờ ông cũng nhấn mạnh mỹ không thấy và không muốn vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng trong các cuộc tập trận hoặc được triển khai trên các tàu thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình toàn cảnh quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh youtube báo điện tử vov cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên bấm like share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại